Vâng, màu áo đỏ quen thuộc và thân thương, và đó là những bàn thắng mà chắc hẳn quý vị và các bạn vẫn còn nhớ trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Campuchia ở lượt đi của vòng loại Asian Cup 2019. Và chỉ ít ngày nữa thôi, vào ngày mùng 10 tháng 10 tới đây, đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có trận đấu lượt về trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Và ngày mai thì đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung để chuẩn bị cho trận đấu lượt về này. Và đây là thời điểm thích hợp để chúng ta cùng nhìn lại kết quả cũng như là những điều khác ở trong trận đấu lượt đi. Một trận đấu mà ai cũng nhìn thấy đó là thành công về mặt kết quả, nhưng về mặt chuyên môn thì còn nhiều điều phải nói. Chuẩn bị cho trận đấu lượt về vòng loại Asian Cup 2019 với đội tuyển Campuchia, trong bối cảnh một nửa đội hình của đội tuyển Việt Nam là các cầu thủ U22 vừa trở về sau thất bại nặng nề tại SEA Games 29. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã gặp không ít khó khăn trong việc giải quyết vấn đề tâm lý cho các học trò. Nhưng rồi rốt cuộc, nhiều cầu thủ cho đến lúc nhập cuộc trận đấu vào ngày 5 tháng 9 vẫn ra sân với đôi chân nặng như chì. Dù sớm có bàn thắng mở tỷ số của Văn Quyết ở ngay phút thứ tư, nhưng cũng rất nhanh sau đó chúng ta để mất lợi thế trong vòng chưa đầy 6 phút sau. Quãng thời gian tiếp theo, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung thi đấu khá bế tắc và không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đội chủ nhà cho đến khi Quang Hải xuất hiện với khoảnh khắc xuất thần ở phút 81 nâng tỷ số lên 2-1. Một chiến thắng không có quá nhiều điểm sáng về mặt chuyên môn, nhưng quan trọng là 3 điểm có được từ trận đấu này đã giúp đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ vững mạch trận bất bại và vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Nếu tiếp tục có được kết quả tương tự trong trận đấu lượt về vào ngày 10 tháng 10, chúng ta sẽ tiến gần hơn tới vòng chung kết Asian Cup 2019. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã xuất sắc vượt qua đội chủ nhà Campuchia ở lượt trận thứ 3 của bảng C vòng loại Asian Cup năm 2019 với tỷ số là 2-1. Đây là một chiến thắng rất vất vả của thầy trò huấn luyện viên ông Mai Đức Chung. Ở trận đấu đó thì ông Mai Đức Chung được lựa chọn làm quyền huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia thay thế cho huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng, người đã từ chức sau khi SEA Games 29 kết thúc. Và ở trận đấu tiếp đội tuyển Campuchia vào ngày 10 tháng 10 tới đây trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình thì ông Mai Đức Chung sẽ tiếp tục được VFF lựa chọn là quyền huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia trước khi rút lui để nhường vị trí cho một vị huấn luyện viên người Hàn Quốc, đó là ông Park Hang-seo. Và để giúp cho quý vị và các bạn có được những thông tin đa chiều về sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho trận đấu vào ngày 10 tháng 10 tới đây gặp đội tuyển Campuchia, cũng như là những câu chuyện về vị tân huấn luyện viên trưởng tương lai của bóng đá Việt Nam, ông Park Hang-seo, thì trong trường quay của bản tin 360 độ thể thao cùng những đội thể thao tối ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị một vị khách mời đặc biệt ngồi bên cạnh tôi đây vào lúc này là quyền huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam, ông Mai Đức Chung. Vâng ạ, trước tiên thay mặt những người làm chương trình, cảm ơn ông Mai Đức Chung đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Một câu hỏi đầu tiên là một câu hỏi bên lề rất thú vị thì ạ. Hiếm có huấn luyện viên nào trên thế giới vừa được làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ vậy và lại được làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia nam nữa. Vậy thì cái cảm xúc của ông sau khi được ngồi trên hai chiếc ghế này là như nào? Vâng, mỗi một cái chiếc ghế nó đều khác nhau một cái cảm xúc. Và tôi nghĩ là rất là ít, như anh nói, rất là ít những huấn luyện viên trên thế giới lại ngồi cả một lúc hai chiếc ghế cả. Và đấy chắc là chỉ ở Việt Nam có mỗi tôi. Tôi cũng rất là sung sướng, phải nói là rất sung sướng. Và cũng được các đồng chí lãnh đạo của Tổng cục Thể dục Thể thao Liên đoàn bóng đá Việt Nam mà nghĩ đến và trao trách nhiệm cho tôi cái việc này. Và nói là cái công việc thì mọi người nghĩ có thể rất là nhẹ nhàng nhưng mà rất là nặng nề. Tôi nghĩ tôi nói ở đây cái nặng nề là thế này: tôi vừa thành công đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chúng ta tại SEA Games. Vâng, nếu mà không thành công ở những cái trận đấu vừa qua thì rõ ràng là tôi cũng rất là khó khăn và có thể là mất hết. Đấy, nhưng mà tôi thì là cái con người sinh ra để mà khó khăn trong gian lao, và tôi không có sợ gì cả, và tôi cũng dám nhận trách nhiệm. Đấy, tôi cũng dám nhận trách nhiệm trong cái lúc khó khăn này, mà nếu mình khoái thác thì đấy là cái người, tôi nghĩ đấy là người rất hèn. Và chúng ta phải dám nhận cái việc này để chúng ta làm và đưa đội bóng đá của chúng ta lên. Có thể là các anh cũng thấy rồi đấy, cái chiến thắng của chúng ta chưa thuyết phục, nhưng dù sao chăng nữa thì chúng ta cũng có 3 điểm. Đấy là một cái mà trong cái tình thế chúng ta rất là khó khăn trong cái trận lượt đi vừa qua với Campuchia. Vâng, vậy thì phải chăng với những chia sẻ vừa rồi của ông Mai Đức Chung thì dường như là việc làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia nam nó có áp lực nhiều hơn so với khi làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia nữ, đúng không ạ? Dạ vâng, đúng.
Vâng thưa ông, ở lượt trận thứ 3 thì chúng ta đã có được chiến thắng với tỷ số là 2-1 trên sân của đội tuyển Campuchia, đối thủ mà chúng ta sẽ gặp ở lượt trận thứ 4 vào ngày 10 tháng 10 tới đây. Vậy thì sau chiến thắng đó thì ông đánh giá như thế nào về cái cơ hội của đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng đấu bảng để tham dự vòng chung kết của Asian Cup năm 2019 ạ? Vâng, trước khi nói về cơ hội của Việt Nam thì tôi muốn nói qua về cái đội tuyển Campuchia. Phải nói qua cái thời gian vừa qua, đội tuyển Campuchia phải nói là người ta rất tiến bộ. Tiến bộ đúng không ạ? Tiến bộ rất là nhiều, được đầu tư rất là chuẩn và chu đáo, và đồng thời là vận động viên người ta phải nói là cái sự tiến bộ người ta rất là nhanh chóng. Vâng. Và như là Chan Panathaka và Tedina đúng không ạ? Vâng. Có lẽ là ở Đông Nam Á chúng ta ngoài Thái Lan, rồi là có Việt Nam, rồi một vài vận động viên nữa ở Malaysia, sang Nhật đá hoặc Hàn Quốc thôi. Nhưng bây giờ đã đến đội tuyển Campuchia, đã có mặt ở Nhật thi đấu. Đấy, tôi nghĩ là đấy là một cái vận động viên rất là nổi trội của Campuchia. Và cái đội tuyển Campuchia bây giờ khó bắt nạt được như những năm trước. Dạ. Chúng ta đã từng thắng Campuchia và tôi đã từng trước đây đều thắng rất là dễ dàng đúng không? Rất là dễ dàng và tỷ số rất là cao. Vâng. 8 cho đến hơn 8 quả. Dạ. Vâng, thậm chí hơn chục quả. Cái thời tôi cùng trợ lý cho ông Alfred Leader, vân vân. Nhưng đến bây giờ thì phải nói rất khó khăn với chúng ta. Và khó khăn hơn nữa, ngược lại đội tuyển Việt Nam chúng ta khi mà trận lượt đi chúng ta gặp đội tuyển Campuchia khó khăn rất là nhiều. Cái thứ nhất chúng ta phải đá trên sân đối phương bằng sân mặt cỏ nhân tạo. Vâng, và chúng ta ít được thi đấu, ít được tập luyện. Cái thứ hai nữa là khán giả của Campuchia phải nói là rất là cuồng nhiệt, hơn. Cuồng nhiệt hơn khi mà đội tuyển Campuchia đá tại sân nhà. Cái thứ ba nữa là đội tuyển chúng ta lúc ấy thì là có hai cái luồng tư tưởng. Cái luồng thứ nhất đấy là các cháu vận động viên U22 vừa đi SEA Games và mà không thành công, là một cái thất bại của chúng ta rất là nặng nề. Và những cầu thủ phải chịu gánh nặng về tâm lý đúng không ạ? Vâng, đấy, rồi là có một số vận động viên là các anh lớn tuổi thì đã nghỉ 2 tháng rời ở V-League để tập trung cho cái trận đấu này. Phải nói là tôi gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu này, nhưng cuối cùng chúng ta đã vượt qua. Tất nhiên là mọi người cũng đã biết rồi, trận đấu thì không được hay lắm, không được đẹp, nhưng dù sao chúng ta cũng đã có 3 điểm. Vâng, ông vừa nói là ở cái trận đấu lượt đi trên sân Campuchia đó thì rất nhiều trụ cột bị ảnh hưởng khi mà giải vô địch quốc gia của chúng ta tạm nghỉ trong 2 tháng để nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia và đội tuyển U22 ở những giải đấu quốc tế. Vậy thì lần này chúng ta thi đấu tiếp đội tuyển Campuchia trên sân nhà và trong bối cảnh là giải vô địch quốc gia đã trở lại, thì phải chăng đây chính là điều kiện để cho những cầu thủ của chúng ta có thể phát huy được hết những cái tố chất cũng như là cái nền tảng thể lực của mình? Vâng, anh nói rất là đúng. Đây là cái điều kiện để chúng ta phát huy được cái sở trường của chúng ta. Cái thứ nhất là chúng ta được đá sân nhà và hai khán giả nhà ủng hộ sẽ rất, lúc ấy là rất là nỗ lực. Cái nữa là nó cũng qua đi được cái nặng nề của SEA Games rồi. Thế thì các cháu đã phát huy được, sẽ phát huy được cái lối đá tới đây. Thế và cái tinh thần chúng ta lại được đá sân nhà, được truyền lửa của các cổ động viên, tôi nghĩ sẽ toàn đội sẽ tốt hơn. Vâng. Lần này thì trong đợt tập trung chuẩn bị cho trận đấu sắp tới các đội tuyển Campuchia thì chúng ta thiếu vắng những cầu thủ trụ cột đang bị chấn thương như là thủ môn Đặng Văn Lâm hay là tiền vệ Vũ Minh Tuấn. Ông có tiếc cho những sự vắng mặt này không ạ? Là những người huấn luyện viên ý, tôi rất là tiếc tài năng của những vận động viên mà anh vừa nói ra mà phải vắng mặt trong trận đấu này. Chúng ta rất là phải thấy là vắng đi những vận động viên trụ cột của chúng ta trong trận đấu mà khi mà chúng ta phải gặp với đối tượng là rất là tiến bộ. Nhưng bù lại chúng ta cũng đã có những gương mặt rất là tốt, phong độ đạt được phong độ rất là tốt trong những cái trận vừa qua, thí dụ như anh Đức, rồi là cháu Hữu Dũng, vân vân, rồi là như các anh được biết ấy, như là cháu Thanh Trung. Dạ, đấy, Thanh Trung. Vâng, Đinh Thanh Trung cũng là một vận động viên lớn tuổi nhưng phải có kinh nghiệm rất là nhiều, rồi là phong độ những cái trận vừa qua rất là tốt. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong đợt tập trung chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Campuchia vào ngày 10 tháng 10 tới đây thì quyền huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia ông Mai Đức Chung đã có những sự điều chỉnh về mặt nhân sự so với trận lượt đi giữa hai đội trên đất Campuchia. Cụ thể thì có những cầu thủ lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia và có những cầu thủ đã được trao cơ hội để quay trở lại với đội tuyển. Dân binh duy nhất lên tuyển trong đợt tập trung lần này là Ngân Văn Đại, tiền đạo đang thi đấu cho câu lạc bộ Sài Gòn. Đây được coi là phần thưởng xứng đáng với chân sút sinh năm 1992, bởi anh đã thi đấu với phong độ khá tốt, đóng góp 5 bàn thắng cùng một đường kiến tạo sau 11 lần ra sân cho câu lạc bộ Sài Gòn.
Điểm mạnh đặc biệt của Ngân Văn Đại là những pha bứt tốc ở cự ly trung bình và dài, kết hợp với những tình huống ra chân chính xác. Nếu như Văn Đại có mặt ngay từ danh sách ban đầu được công bố, thì hai sự bổ sung mang tên Anh Đức và Hữu Dũng để lại rất nhiều bất ngờ. Sau gần 3 năm, Anh Đức mới trở lại đội tuyển quốc gia. Dù nhiều năm trở lại đây, tiền đạo này vẫn được đánh giá là một trong những chân sút nội hay nhất. Nguyễn Hữu Dũng cũng là một sự trở lại đáng chú ý. Tiền vệ từng được huấn luyện viên Mira trọng dụng trong áo đội tuyển U23 Việt Nam trước đây đang thi đấu tiến bộ khi được huấn luyện viên Petrovic của FLC Thanh Hóa đặt niềm tin. Cú sút xa đẳng cấp vào lưới sổ số kiến thiết Cần Thơ mới đây đã giúp Hữu Dũng ghi điểm để có mặt trong danh sách tập trung đội tuyển quốc gia. Sự có mặt của tiền vệ 22 tuổi này cùng bộ đôi Anh Đức và Văn Đại đang có phong độ cao, được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Vâng, vừa rồi là một đoạn tổng hợp ngắn của chúng tôi về những gương mặt đáng chú ý được triệu tập trong lần tập trung lần này của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu các đội tuyển Campuchia trong khuôn khổ lượt trận thứ tư của bảng C vòng loại Asian Cup năm 2019. Vâng, thưa ông Mai Đức Chung, ông có thể lý giải cho quý vị khán giả cũng như tôi được biết là lý do gì ông lựa chọn những cầu thủ như là Ngân Văn Đại, như là Anh Đức hay Hữu Dũng trong đợt tập trung lần này? Tôi là một người huấn luyện viên ấy, tôi luôn luôn đổi mới trong cái thành phần đội tuyển. Tôi nói thế thì không phải riêng mình tôi, và tất cả những huấn luyện viên khác đều mong muốn như vậy, có những nét mới trong đội tuyển chúng ta. Thí dụ này, có những vận động viên rất là trẻ, hoặc là có những vận động viên lớn tuổi nhưng mà phong độ rất là tốt. Thì tôi ở đây tôi mong những vận động viên mà tôi có được xem thi đấu, những vận động viên thi đấu tuy như là Ngân Văn Đại, rồi Hữu Dũng, rồi Anh Đức, thì rõ ràng là những vận động viên vừa qua mà nếu mà tôi hoặc là những huấn luyện viên nào mà không gọi thì đấy là một cái thiếu sót lớn. Và quyết định tôi đã quyết định gọi những vận động viên, triệu tập những vận động viên này vào trong đội tuyển để chúng ta có những nét mới trong đội tuyển thành phần chúng ta. Một câu hỏi cuối dành cho ông Mai Đức Chung trong buổi trao đổi hôm nay ạ. Tôi được biết là vào trận đấu ngày 10 tháng 10 tới đây, các đội tuyển Campuchia thì huấn luyện viên Hàn Quốc ông Park Hang-seo sẽ dự khán. Sau khi đó thì sẽ tiến hành chính thức là bắt tay vào ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và dẫn dắt các đội tuyển của bóng đá Việt Nam. Ông đánh giá như thế nào về cái vị huấn luyện viên này, người đã từng là trợ lý của ông Quốc Sĩ Đình và giúp cho đội tuyển Hàn Quốc giành được vị trí thứ tư tại World Cup năm 2002 ạ? Vâng, phải nói là chúng ta rất là may mắn. Thế và chúng ta đã được ký hợp đồng với ông Park Hang-seo. Bắc à? Vâng. Tôi xin phép được gọi Bắc tên cho nó ngắn. Ông Bắc phải nói là ông có nhiều cái kinh nghiệm trong các cái dẫn dắt các cái đội tuyển của Hàn Quốc cũng như là của các câu lạc bộ Hàn Quốc. Mặc dù tôi nghĩ là mới là một cái trợ lý thôi nhưng mà đã có rất nhiều kinh nghiệm. Đấy, và đội tuyển U23 Hàn Quốc và nhiều câu lạc bộ tại Hàn Quốc nữa. Vâng, và hai là có một cái kinh nghiệm rất là quan trọng nữa là đã hiểu những cái bóng đá ở khu vực châu Á, nhất là khu vực Đông Nam Á. Đấy là cái điều kiện mà tôi nghĩ là tốt nhất cho chúng ta. Và chúng ta nhân cái lúc này chúng ta cũng mong ông ấy sớm tiếp nhận đội tuyển. Đấy, về để làm thế nào mà đưa đội tuyển bóng đá, trình độ bóng đá của chúng ta tiến bộ vượt lên. Dạ vâng, nếu mà thời lượng chương trình cho phép thì chúng ta sẽ còn rất nhiều điều để nói về ông Park Hang-seo cũng như là về đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu các đội tuyển Campuchia. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ phải dành thời lượng cho những nội dung đáng chú ý khác. Và một lần nữa, thay mặt những người làm chương trình, cảm ơn quyền huấn luyện trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam, ông Mai Đức Chung đã đến tham dự chương trình của chúng tôi và đưa ra rất nhiều thông tin thú vị. Và chúc cho ông luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục cống hiến trong đá Việt Nam. Và chúc đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ thắng đội tuyển Campuchia trong trận đấu vào ngày 10 tháng 10 tới đây ạ. Vâng, xin cảm ơn.